vặt thôi. Để xem có gì nào. Không có nhiều lựa chọn lắm. Ôi chán như con rắn. Ashley đói bụng rồi, tôi phải đi đây. Đừng lo cưng à, ngoại đang đến nè. Coi chừng bên dưới, bà sẽ nấu ăn cho bé. Nhà mình chả có gì cả. Với chú trí tưởng tượng mình có thể nấu ăn mà. Tin ngoại đi. Ok, có vẻ vui. Con đã sẵn sàng. Oh yeah. Chúng ta nấu ăn nè. Bà đang cảm nhận nhịp điệu, tạo hương vị cho món ăn. Bà ngoại đỉnh của chớp. Đã đến lúc khuấy động không khí. Ngon đấy. Woohoo. Cần một màn solo. Con cũng thấy, phải không? Mình đang bị cuốn đi. Chuyện gì vậy? Tất, họ đã đến đây lành lặn này. Người ngoài hành tinh ư? Cùng vui chơi nào. Ok, vậy bé có ý tưởng gì? Cả người trái đất kia đang làm gì? Không có gì. Phải kiểm tra mới được. Đợi cao một chút. Chuyện gì thế này? Bắt quả tang. Thất vọng quá đi, đứng dậy. Này, xin lỗi, chị không cưỡng lại được. Đưa cho em. Ủa, sao mà làm được thế? Đây là gì? Đó là kem. Phải ăn đó. Thôi, không dành cho em. Chờ chút, chị có một ý tưởng. Chị có một bát kem siêu to khổng lồ này. Để chị múc cho em nhé. Chị sẽ đặt kem lên nắp quế, thế nào? Em muốn thêm, thêm. Wow, ok, chị đây thảo ăn mà. Nhìn hấp dẫn thật. Thích ăn trái đất ngon quá. Thêm một miếng nữa. Cho em đi. Chưa đâu, vẫn còn thiếu kẹo cống rắc. Có thích không nào? Không, không thể như thế được. Sao con lại làm thế? Tâm trạng tụt sức căng phanh. Không sao đâu, bà sửa được mà. Lúc nào bà cũng có sẵn sô-cô-la phòng trường hợp khẩn cấp. Đầu tiên, bà dùng máy sấy hun chảy. Giống như sấy tóc rồi nè. Khi đã tan ra, bà sẽ cắt một góc nhỏ trên gói. Sau đó, bà sẽ đổ sô-cô-la ra cốc nhựa. Rồi nó thành một vũng kem ngọt rồi. Bà sẽ để cho sô-cô-la cứng lại. Này, trong vũ trụ có con bò không? Có ạ, đợi chút. Bà quay lại ngay. Bà chưa bắt sữa bò lần nào. Cảm giác thư giãn phết. Chuyện này càng lúc càng kỳ cục. Này, bà có sữa nè. Bà sẽ đổ sữa vào cốc sô-cô-la. Hãy đổ đầy cốc luôn nha. Tiếp theo, bà cắm que kem vào đây. Thế này nè. Giờ thì cho vào ngăn đá. Bà có tủ lạnh ngoài hành tinh nhỏ xíu nè. Công nghệ của họ phát triển vượt bậc. Cho vào nè. Con theo dõi thời gian giúp bà nhé. 1, 2, 3. Đủ rồi, mở ạ. Để kiểm tra nào. Nhìn ngon quá. Bà sẽ lấy nó ra khỏi cốc. Wow, nhìn ngon đấy. Lấy ngôi sao nhỏ đâu ạ? Kẹo cúng tắc á? Thì bà để con. Con thích giúp bà lắm. Wow, trông nó còn hấp dẫn hơn nữa. Được rồi nè. Bà ơi, bà nói lên đĩa đi ạ. Mong là bé thích nhé. Công thức gia truyền đó nha. Con đóng nắp lại đi Ashley. Rồi thực hiện cho dịch chuyển tức thời đó đi. Bà cần học thủ thuật đó. Nhìn thấy thèm quá đi. Mình phải kiểm tra cái đã. Tưởng tắc vô ấy nấy mà. Đã phát hiện mối đe dọa tiềm tàng. Không, ăn đi. Ta-da, ok. Ngon đấy. Mẹ con chưa bao giờ làm món gì thế này. Mình nên viết vào trong báo cáo. Thích ăn lạnh trái đất, xuất sắc, sẽ gợi ý. Thành công rồi. Đã đến màn thử nghiệm tiếp theo. À nhầm, thử thách. À phải, con muốn bà làm. Món ăn có tên là sandwich. Không vấn đề gì bé con ngoài hành tinh dễ thương. Bà chỉ cần vài thứ thôi. Bà lúc nào cũng chuẩn bị kỹ. Đợi bà xíu để bà bày biện ra nhé. Bà mang cả nhà mình đi hay sao vậy? Wow, dừng, cho con mượn nhé. Bà là... Dạ, con cần nó. Hoàn hảo cho sandwich của con. Con sẽ nướng bánh mì thật thơm. Đúng thơm thật. Cháu gái bà thông minh quá.
Ồ, đúng rồi, bà sẽ cần rất nhiều bánh mì và bà là nữa. Nhưng con chưa xong mà. Bà làm gì vậy ạ? Đợi chút sẽ biết. Bà sẽ áp bàn là lên miếng bánh mì, làm xém xé một xíu. Nhưng bà không muốn làm cháy đâu. Đó là unicorn. Hồi con còn bé, mẹ con cũng tặng unicorn cho con nuôi. Hả? Thật không thể tin nổi. Ui, kỳ diệu quá kìa. Ashley, nhìn đi. Con đang bận bà ơi. Rồi con sẽ tiếp. Bà cưỡi nó được không? Bà lại nghĩ ra một ý nữa. Bà cần chút kem phủ nhiều màu sắc. Bà sẽ bóp lên sandwich nè. Giống như tô màu vậy đó. Bà sẽ vươn các màu khác nhau cho các phần. Unicorn này thật tươi, tắn và sống động. Đây là phần cuối. Thế nào? Rồi, cũng tạm. Bà xem nè. Con sẽ dùng siro sô-cô-la này. Con sẽ dưới lên trên bánh mì. Sau đó con bỏ marshmallow lên. Đặt đều khắp bánh nè. Không thể quên xà lách được. Yeah, bỏ qua. Ok, không thích rau củ hả? Còn thầy không gian thì sao nào? Dai dẻo quá nè. Có thích không nào? Chị sẽ đặt lên trên marshmallow. Nhìn mà thèm dã man. Nhưng phải kìm nén thôi. Thêm vài lớp nữa nào. Sau đó dưới siro sô-cô-la lên. Thật ra sandwich này không lành mạnh lắm, nhưng mà nó ngon. Chỉ nhìn cái bánh thôi mà bà muốn tăng cân rồi. Đấy, phải thế mới chuẩn chứ. Chị đã hoàn thành thí nghiệm này. Làm tốt lắm Ashley. Con giỏi lắm, nhưng bà sẽ không ăn nó đây. Hãy làm kẹo mút cho em. Ok là. Để lấy kẹo trong túi quần ra. Em ơi, bị nát hết mất rồi. Không dùng được nữa. Không thể lãng phí thì giờ. Mình sẽ đổ nước vào nồi. Mình sẽ xếp kẹo để giết thời gian vậy. Chờ đã. Mình biết làm gì rồi. Mình sẽ nặn thành quả bóng. Con có đang bình thường không? Rất ấn tượng bà nhỉ. Giờ con sẽ cắt thành nhiều phần. Chắc chắn bà sẽ trầm trồ cho coi. Wow, nhìn này cả nhà ơi. Tuyệt đẹp. Giờ mình sẽ ấn một que kẹo mút vào nó. Và xong rồi. Bà ngoại ơi, nhìn thành quả của con nè. Wow, đẹp thật đấy. Mình cứ điều khiển tâm trí lại dễ thế. Thôi bà ơi, tỉnh lại đi mà. Bắt đầu nấu ăn. Phải làm một chiếc kẹo mút. Cần đường. Màu sắc thật tươi sáng. Mình sẽ cho phẩm màu. Chỉ vài giọt thôi. Quấy đều lên. Như thôi miên đấy. Giờ thì đổ ra khuôn nè. Đừng nhiều quá. Phải đợi cho cứng lại. Bà biết bà dùng muối chứ. Này, kẹo mút của bé đây. Chị sẽ gửi cho bé nhé. Chắc chắn bé sẽ thích cho coi. Wow, đẹp. Nhưng phải thử trước đã. Khiếp, ghê quá đi thôi. Em có đùa không? Hả? À, chắc bà bị ngất xỉu. Bà làm xong kẹo mút rồi nè. Chắc là sẽ ngon lắm đó. Bà đã làm kẹo hình ngôi sao vì ta đang ở ngoài không gian mà. Cứ tưởng đó là ý tưởng dễ thương. Mong là bé sẽ thích kẹo. Còn lâu nhỉ? Mình thích chủ đề không gian. Giống như nhìn ra ngoài cửa sổ vậy. Sao hộp đường vẫn đầy? Không, bà đã dùng muối. Con có biết chuyện đó không? Không ạ, khổ thân bà. Để xem có chuyện gì. Ngon tuyệt cú mèo, con muốn thêm. Hả? Nói thật đấy hả? Cho em xin công thức được không? Bà đã vượt qua thí nghiệm này. Là không thể tin nổi. Nghiên cứu thức ăn trái đất vậy đủ rồi. Báo cáo của mình đã hoàn thiện. Khá là thú vị đấy. Giờ thì sao? Càng không ăn thêm được gì đâu. Hai người có thể về. Hả? Về trái đất rồi này. Bye, gọi chị nhé. Hiền, may là họ đi rồi. Sẵn sàng cho vòng tiếp theo chưa? Hồi hộp ghê. Nhanh nhổ lên xem nào. Thế không, đâu có khó đâu. Chẳng có gì cả. Cậu làm hỏng rồi à? Chà, thế thì thất vọng quá. Mùi gì vậy? Cho qua nào, đừng để ý tôi. À, chào. Có vấn đề gì? Nút bấm không hoạt động ạ. Nút bấm á? À, phải, tôi hiểu rồi, cầm lấy. Của hai người đây. Vui chưa?
Ui, có kẹo để ăn nè. Quá trời kẹo dẻo hình run. Và nhìn cũng ngon nữa. Này, tớ muốn thử trước cơ. Của tớ. Justin, cho tớ một con. Cậu sẽ không thích đâu. Cậu đùa tớ đấy à? Rồi, tớ có ý hay hơn cơ. Tớ có chai soda này. Và một cái bát lớn. Cứ kệ tớ. Tớ sẽ cho kẹo run dẻo vào trong bát. Rồi đổ nước soda vào. Tớ sẽ cần tất cả luôn. Ok, giờ thì tớ cần khuấy lên. Tớ muốn kẹo run tan ra trong nước soda. Và hỗn hợp sẽ đặc quánh và mịn. Trông vậy là được rồi. Ồ, tớ hiểu cậu làm gì rồi. Đổ vào đây. Đừng đổ ra ngoài. Và chúng mình cần chờ cho nó đông. Đặt nó lên trên bàn. Bóc ống bên ngoài ra. Wow, nhìn mà xem. Là một con run khổng lồ. Tứ thèm chảy nước miếng. Muốn thử quá đi à. Hết sảy cân 37. Chà, tớ mê luôn. Ăn cả ngày không biết ngán. Wow, đưa đây. Này, tụi chó đang ăn mà. Dùng con này làm mồi câu sẽ được con cá dẻo khổng lồ. Có cá dẻo thật á? Ồ, có cá cắn câu. Có vẻ là một con to. Wow, là trời. Nó đẹp quá. Trưng đi. Cái này. Chán như con rắn. Sao có con khỉ ở trong này vậy? Ngon nghẻ rồi. Tớ chọn được lớn thấy không? Ừ, thế đến tớ chọn. Sao hôm nay đen đủi quá vậy? Hình như xong rồi đấy. Ồ, bông cải nhỏ xíu xíu xíu. Ủa, tớ ghét bông cải. Không, xinh mà. Bông cải chứa nhiều sắt đó. Ngon quá. Cậu tự đi mà ăn. Chà, cậu không định mở của cậu à? Ừ thì mở. Chính xác là thứ tớ đang sợ mà. Tớ làm gì mà phải chịu thế này. Đắng thế không biết. Cứ như ăn rơm gặm cỏi. Thôi nào, cũng đâu đến nỗi đâu. Cảm ơn nhiều nhá. Tớ ăn rơm hoài không chán luôn. Giờ thì đến thử thách tiếp theo. Wow, Poppit nè. Nghe nói đồ chơi này hay lắm. Chơi cái này vui quá. Mỹ thinh rồi đó. Giờ mình có gì nào? Hả? Gì đấy trời? Một viên kẹo gấu dẻo. Chà, chán như con gió luôn. Nhưng kẹo gấu dẻo ăn ngon mà. Hả? Wow, thêm kẹo gấu dẻo nữa này trời ơi. Thử lại xem sao. Yes, hiệu quả này. Mình còn muốn nhiều kẹo gấu dẻo hơn. Kẹo nhân lên nhanh quá. Nó biến thành một núi kẹo gấu dẻo luôn. Ê, nhìn đi nè. Trông cũng được đấy. Cậu ấy được cả Poppit. Mình có ý hay nè. Ok, mình cần nấu chảy kẹo gấu dẻo và lấy Poppit. Giờ thì chỉ cần đổ kẹo đã chảy vào trong Poppit thôi. Mình nấu chảy riêng từng màu nên chắc sẽ đẹp lắm. Ok, và giờ mình đặt một que gỗ lên trên và để khô. Xong rồi nè, kẹo mút gấu dẻo ra là. Mình chỉ muốn thử ngay thôi. Tuyệt vời ông mặt trời. Thử cắn một miếng xem sao. Dài quá trời, vui miệng ghê. Wow, thích thật đó. Đúng là món ngon tuyệt vời. Sẵn sàng chưa? Lại nhắm mắt vào nhé. Yay, lại hiệu quả rồi. Hình như lại là kẹo cao su. Tuyệt. Của cậu được cắt thành nhiều miếng nhỏ. Thơm nức mũi luôn. Mầm mầm thôi. Mầm mầm, kẹo ngon thật đó. Tớ có quá trời nè. Màu dễ thương nữa chứ. Được rồi, mình sẽ gom lại hết cả đống này và bóc chặt lại thành một quả bóng. Yes, mình bóc được quả bóng kẹo cao su quá đỉnh. Nào nào, thổi bong bóng đây cả nhà ơi. Wow, bong bóng to thật đó. Không biết mình thổi to được đến mức nào. Wow, ôi trời ơi Ava, hài dễ sợ luôn á.
Thế hả? Chà, có lẽ đã đến lúc thực hiện một thử thách mới rồi. Ok, tôi sẽ thổi trước. Chờ một xíu. Cứ thong thả đi Gabi. Xem tới đây. Ui, chán, không được tốt lắm. Nào nào, để tớ thử lại. Cố lên bong bóng, to lên nào. Một lần nữa, tớ chắc chắn sẽ làm được. Oopsie, bay sai phết đấy nhở. Chà, có vẻ giờ đến lượt tớ rồi. Phải khởi động môi và miệng để thổi nào. Cậu không thổi bong bóng ngay được à, Eva? Rồi, tớ sẵn sàng này, xem tới này. Wow, đợi đã Eva ơi. Eva, cậu đang trôi lơ lửng. Chẳng bong bóng đi Eva, đừng để nó mang cậu đi. Đi mất rồi, mình phải làm sao? 2, 3, 4, tớ tuyên bố chiến thắng ngon cái. Và của tớ, hên quá cơ. Tớ có linh cảm khá tốt nè. Này, còn hơn là nhỏ xíu nhé. Được rồi nè. Đũa bằng gỗ hả? Cho ai cơ? Kiến hả? Của tớ trông khá bình thường. Đúng là làm từ gỗ thôi đấy. Không vui tí nào. Ê, nhìn các thẻ sáng lên kìa. Chắc tụi mình phải chọn thêm 2 thẻ nữa. Cái này. Không, chán thế. Thế giờ chúng mình làm gì đây? Câu trả lời đây rồi. Cô đã bao giờ thấy nhiều mì thế này chưa? Tôi sẽ phải ăn hết cả hộp to bự này á. Chuẩn rồi. Trong này thì được bao nhiêu chứ? 2 miếng à? Tớ khóc mất thôi. Chà, cầm đũa tí hon này khó quá. Tớ không cắp được sợi mì nào. Chuyện đó thì tớ chẳng cần lo. Tớ ăn một miếng to luôn nè. Vừa miệng luôn. Ôi, mì ngon hết chảy luôn. Muốn mượn của tớ không? Cảm ơn cậu. Thế này mới đã chứ. Mì còn ấm và dai ngon lắm. Ai cần đũa cơ chứ. Ăn thế này còn vui hơn. Ôi trời đất ơi, tớ mê bánh donut lắm lắm luôn. Nhưng donut nhiều màu sắc còn tuyệt hơn nữa. Bạn nghĩ sao? Ôi trời ơi, vậy ra đây là thử thách đầu tiên của chúng mình đấy. Tớ biết phải làm gì rồi. Từ từ đã. Hả? Lúc nào cậu cũng lấy đồ của tớ. Ôi chà, hóa ra cậu đang trộn bột bánh à? Ừ, tớ biết, vì tớ rất giỏi nướng bánh mà. Tớ sẽ đổ bột lỏng vào chiếc cốc này. Chỗ đó là đủ rồi. Giờ chúng ta sẽ thêm phẩm màu. Bắt đầu với xanh dương nè. Giờ tớ có thể nhấc lên khỏi cốc. Sau đó cậu bóp túi thế này nè, để trộn đều phẩm màu. Tuyệt, giờ đến khuôn làm donut. Tớ sẽ bóp nhiều màu bột ra. Chúng mình sẽ có bánh siêu dễ thương. Tớ chắc cú luôn. Tớ làm đủ bột bánh cho tất cả các khuôn này. Tớ sẽ hoàn thành ô cuối cùng này bằng màu vàng. Đẹp quá đi. Giờ thì cho khay vào lò nướng thôi. Mình cũng biết làm chứ bộ. May mà có đầy đủ đồ rồi. Mình không cần mất công làm bánh. Chán nò mấy. Và chậm nữa, mình đã có donut tí hon. Chỉ cần tô màu cho chúng thôi. Cứng xỉu và rất đẹp nữa. Màu nào mình cũng thích hết. Nhưng mình muốn chút cốm rác nữa. Chút giấy là được rồi. Ôi trời đất, không thể cưỡng lại nổi cái sự đáng yêu này. Không mất thôi. Thử một cái nào. Ôi. 9 giờ này, mình nướng đã đủ thời gian rồi. Thơm nức mũi luôn. Lại còn sặc sữa sắc màu nữa. Được rồi. Chà, bánh donut thì nhất định phải trang trí rồi. Mình sẽ lấy một chiếc da và nhúng vào kem phủ. Và tiếp theo, nhúng bánh vào bát cốm rất nhiều màu sắc. Trời ơi, xinh muốn xỉu luôn. Donut cầu vồng nhỏ xinh của mình. Mình ghét donut cứng đơ, đau răng quá luôn. Wow, donut của cậu đẹp dã man con ngan. Cô bị bắt vì nhập cảnh trái phép. Khoan, có ngửi thấy không? Có, thơm nước mũi. Khoan, cô ấy bỏ đi, cơ hội trốn thoát đây rồi. Mình biết là ở đâu đó quanh đây. Mùi hương đến từ chiếc bàn ở ngay đây. Úi, chắc mình sẽ trốn đi một lúc. Một trong hai người đã làm gì đó phải không? Được rồi, tôi thú tội, chính tôi đã ăn trộm kho báu đấy. Đây, cướp giải tôi đi đi. Cái quái, cậu ấy nhét được ngần ấy vàng và tiền mặt trong túi sao?
Ai làm donut này đúng là thiên tài đấy. Úi má ơi, ngon hết sảy. Donut ngon nhất con từng ăn. Này, cô có cái gì ở kia thế? À, không có gì. Để thôi cất đi cho gọn. Chà, nếu cô nói vậy, donut ngon tuyệt luôn. Thôi, mình lại trốn ở dưới này. Eo ơi, suýt thì bị phát hiện rồi. Chào cả nhà, cùng xem cái này nhé. Ôi trời đất, mì ramen bằng vàng này. Mầm mầm thôi cả nhà ơi. Thơm nước mũi luôn, mùi dầu ấy. Wow, ok, để xem mình có gì nào. Chỉ là mì ramen khô thôi à? Chán ghê. Cả nhà ơi, mình có nên cho đá quý vào ramen không? Bát ramen này càng lúc càng đỉnh. Thêm chút lá vàng nữa chứ nhỉ? Mình sẽ rắc lên trên chỗ đá quý trong bát. Mấy viên to này trông sẽ lộng lẫy lắm đây. Mình cũng có thể trang trí cho ramen của mình. Ai cần đá quý khi bạn có kẹo chứ nhỉ? Sau hôm đó, mình sẽ thêm gel kẹo. Màu tuyệt quá à! Và ở trên cùng là marshmallow. Xem nào, nước đủ nóng chưa ta? Ong ong! Rồi đó. Giờ thì đổ nước và bắt đầu nấu ramen thôi. Chuẩn bị sẵn đôi đũa luôn. Và mà mâm thôi. Thử một miếng trước xem có ra gì không nào. Được rồi, mình có nên thử không? Au, răng tôi. Không thể ăn được nữa. Cứ bình thường thôi. Cậu bấm đi. Tôi không muốn bấm. Này nỉ mà. Không. Cầm nút bấm đi. Chị đã bảo không muốn. Này, đừng để qua để lại nữa. Tôi sẽ nhấn. Giờ thì thực hiện thử thách đi. Người đó là ai? Mà sao lại giận dữ thế? Thôi kệ đi. Ôi thôi nào. Kinh quá đi mất. Mong là nó sạch. Tớ chẳng hiểu gì. Quân, cậu có toilet kẹo nhỏ xíu. À, phải. Sao tiếc. Và nó có kẹo mút nữa. Tớ sẽ chấm vào kẹo. Phủ kín kẹo mút luôn. Đây rồi. Chà, vị ngon khó cưỡng. Không công bằng. Cậu được kẹo còn tớ thì toilet. Mà chờ một chút. Này Luna, tớ sẽ liếm cái toilet. Không, đừng làm thế. Nhìn này. Đừng ép tới làm thế. Cậu ra lận. Nó đỡ mất rồi. Không tin nổi tôi phải làm thế. Hả? Gì thế? Wow, một cái bồn cầu mini nữa. Và có gì đó ở trong. Mong đây là sô-cô-la. Chứ không phải. Cậu biết mà. Chỉ có một cách để biết thôi. Chúc tớ may mắn đi. Là sô-cô-la thật. Ăn hết kẹo muốn mất rồi. Ngon xỉu up xỉu down. Quên đã. Bồn cầu cũng là kẹo đấy. Cái này ăn được. Càng lúc càng tuyệt vời hơn. Tớ muốn bồn cầu đó. Justin, cho tớ một miếng với. Hả Luna, tớ đang ăn. Tớ chỉ muốn một miếng bé thôi. Của cậu đây. Tớ đủ ý rồi. Rồi tớ càng ăn được nhiều. Ngon hết sảy. Khoan, cậu đang ngồi trên bồn cầu à? Thế mà nãy mình không biết làm mùi gì. Ê, từ từ đã. Chơi hoàn tôi đi. Chà, có vẻ tôi thắng với giấy. Wow, trái dưa hấu được khắc đẹp quá nè. Trông giống một chú cá mập nhỏ xinh đáng sợ. Biết bao nhiêu là răng nhọn này. Tớ phải mở của tớ ngay mới được. Ôi không, đáng sợ quá. Là cá mập, có cá mập trên đĩa của tớ. Ủa, mà từ từ, ra là cá mập đồ chơi cao su à? Chán như con rán ấy nhở. Thì chả thế, tớ có phải con nít đâu. Khoan, tớ biết rồi, tớ có cách xử lý chuyện này. Có nút nè, tớ sẽ nhấn xem có gì khác xuất hiện không. Gì vậy trời, vậy là đổi từ cá mập sang chân gà sao? Còn kinh khủng hơn, tớ ghét chân gà. Tớ không ghen tị với cậu đâu.
cái này còn chán hơn dưa hấu slime nữa. Tớ sẽ nấn lại xem sao. Làm ơn, làm ơn. Ôi, không. Không, không, không phải như tớ nghĩ đấy chứ. Tớ không muốn chơi trò chơi con mực. Thôi, 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 xin trả cái này về nơi sản xuất ạ. Suýt thì teo rồi. Quá tam ba bận, để xem lần này tớ được gì. Yes, tạ ơn thần linh. Có đồ ngon rồi, lại còn là dưa hấu. Vòi dưa hấu dễ thương, hay ghê. Ủa, chẳng có gì bên trong. Không hề có dưa. Nhưng mà tớ lại có dưa hấu trông rất thèm nè. Tớ không nói dối đâu, tớ ganh tị đấy. Biết sao không, tớ nhấn nữa này. Tuyệt, tớ có nửa dưa hấu khác nè. Lần này thì có thịt để ăn rồi. Lại còn có cả đồ múc nữa chứ. Xịn xò quá, tớ sẽ múc vào con voi. Tuyệt, mừng cho cậu đấy. Và giờ thì bắt đầu ăn đi. Nhìn ngon dã man. Tớ cũng mâm mâm đây. Ngọt và mọng nước luôn. Được rồi, tiếp theo là gì nào? Mì đây. Ai mà không thích ăn mì chứ, phải không? Nhưng tất nhiên tớ muốn mì nhiều màu sắc. Vậy hãy làm mì cầu vồng. Hả? Mì cầu vồng á? Tớ chưa hình dung được phải làm thế nào. Hả? Cậu có ý tưởng gì không? Vì tớ bó tay. Wow, tự dưng nó xuất hiện nè. Để xem có gì ở trong. Này, chẳng có cái gì cả. Nó trống không. Ui, đồ ngốc dễ thương này, nhìn trên đĩa đi. Cái đĩa, tất nhiên, tớ biết thừa đồ trên đĩa mà. Có vẻ chúng mình có mì ăn liền. Cả phần màu. Này, đưa đây cho tớ. Ok, tớ có một bát nước. Tớ sẽ nhỏ vài giọt phẩm màu đỏ vào trong. Vậy là xong. Thế là tha hồ đỏ rồi. Và giờ chúng ta cho mì ramen vào bát. Tớ phải khuấy đều lên, vừa để làm mì bung ra, vừa để trộn màu. Nhìn mà xem, mì đang chuyển thành màu đỏ rồi. Và giờ chúng ta sẽ vớt mì có các màu khác lên đĩa nhé. Thơm quá phải không? Cậu thấy thế nào? Mùi hương quyến rũ ở đâu vậy? Wow, tuyệt cú mèo. Này, đừng có bốc bải như thế. Trừ một điểm thanh lịch. Ngồi im nhé, tớ sẽ đi lấy dĩa thìa. Nutella, ngon phải đấy. Có gì ở đằng kia? Sao anh làm tim em tan vỡ? Anh không cố ý. Ui, cậu ấy đúng là hăng hái quá đà. Làm mình chóng mặt luôn. Đi gì mà lâu thế không biết. Mình có phải chờ bao lâu nữa chứ? Không, đừng có bốc bải bằng tay. Đủ rồi, mì này là của Mỹ. Hả? Này, dừng lại, cậu ấy đang ăn mì mất rồi. Ôi không, cậu ấy về, mình phải bỏ chạy thôi. Tớ tìm thấy dĩa. Hả? Đĩa mì của tôi đâu rồi? Cậu ấy tưởng trốn được mình sao? Mình chỉ cần theo vết sợi mì. Hả? Cậu tìm thấy tớ. Không thể tin được là cậu ăn hết sạch mì lúc tớ không có đó. Chưa hết sạch đâu, vẫn còn một ít cho cậu nè. Mở chứ nhé. Ok, ba là. Quan, tớ quấy này hay lắm. Mình đổi đi. Được, ý kiến đỉnh đấy. Để xem tớ có gì nào. Ê, là dưa hấu nè. Yes, tuyệt vời ông mặt trời. Hay, để xem của tớ thì có gì. Ủa, gì vậy trời? Tớ có mỗi vỏ dưa hấu thôi á. Bị nạo sạch hết ruột rồi còn đâu. Ăn thế nào bây giờ ta? Ngoạm luôn à? Hay bốc? Trời, ước gì có thìa ở đây để xúc. Sao lại bất công vậy chứ? Người cả trái dưa, người không trái nào. Ê, mà khoan đã, mình nghĩ ra ý cực hay. Đã đến lúc thực hiện kế hoạch. Biết nghe slime sẽ có ích mà. Được rồi, mình sẽ đổ slime vào vỏ dưa rỗng. Vào đây nè, lúc lúc lúc, tuyệt vời luôn. Mình đổ đầy cả nửa trái. Và giờ rắc chút hạt lên nhìn cho chân thật. Cuối cùng thì đổi về ai đó thôi. Thế là xong, mà cậu ấy còn chẳng biết gì. Có thể rồi, đã đến lúc xử lý dưa hấu đỏ mọng thơm ngon. Ủa, cái quái gì thế này? Đây đâu phải là dưa hấu. Quẩn nợ gì đấy, slime mà. Oh wow, mất công tìm thìa nãy giờ. Kệ cậu, tớ ăn dưa của tớ đây, nhìn thèm quá. Chà, thế này thì sao? Mặt slime nè, cũng dọa tớ. Đúng là cùng mà. Nè, cùng ăn với tớ đi. Ồ, cảm ơn nha. Ai mà không thích món trứng ngon, nhất là vào bữa sáng. Ok, làm trứng cho tớ đi. Trứng? Thật sao? Nghe chẳng có gì vui cả. Chà, yên nhất hãy xem chúng ta có gì ở dưới này nào. Thật sao? 1, 2, 3, 4, 5. Được rồi, để tớ lo. Và nhỏ đi rồi. Mình sẽ phải làm gì trong thử thách này đây? Mình có một ý tưởng. Mình cần chút dụng cụ đã. Alo, vâng, chuyển đến cho tôi càng nhanh càng tốt. Đến rồi nè. Đúng là dịch vụ giao hàng thần tốc. Ok, mình có trứng rồi. Mình phải đập trứng đã. Và tách lòng đỏ ra khỏi lòng trắng. Và giờ mình sẽ đổ lòng trắng trứng vào dụng cụ nhỏ này. Đã đến lúc thêm phẩm màu. Mình có thể khuấy đều bằng que gỗ nhỏ này. Vậy là xong. Màu xanh dương đẹp quá.
Và giờ mình sẽ đặt đầu nhỏ vào đó. Thêm 5 nữa. Vặn cho thật chắc chắn để chuẩn bị cho bước tiếp theo. Chúng mình sẽ cho cả cái này vào nồi nước. Bật lửa đun sôi nướng để hấp lòng trắng trứng nào. Nhưng giờ chúng không còn màu trắng nữa vì mình đã thêm phẩm màu. Cùng mở ra và xem thành quả của chúng ta nào. Ôi, ôi là la, xanh dương nè. Và trái tim tạo hình cho nó. Giờ mình có thể đổ lòng đỏ vào lại. Nhưng lòng đỏ cũng cần được hấp, vậy nên ta bỏ lại vào nồi thôi. Chắc là được rồi đó. Lấy khay ra nào. Chín rồi nè. Tuyệt, đỉnh của đỉnh luôn. Mình sẽ lấy hết ra khỏi khuôn và đặt lên đĩa. Toàn là màu tươi sáng và hình dạng đáng yêu. Đây chắc chắn là trứng cầu vồng màu cô ấy muốn. Oh, nhìn đẹp quá. Khoan. Hả? Mau lại đây con chim ngớ ngẩn này. Này, nhìn có chim nè. Tụi mình phải làm trứng cầu vồng chứ, đâu phải chim. Hả? Trứng? Ôi, tớ nhớ nhầm yêu cầu rồi. Thôi kệ, ít nhất tớ có con chim vui nhộn. Bạn muốn thử món nào nhất? Hãy cho chúng tớ biết dưới bình luận nhé. Nhớ chia sẻ video này với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay và độc đáo như thế này nhé.